Australia trước đó đã liệt loại gấu túi sinh sống ở bờ biển phía đông và danh sách những loài động vật dễ bị tổn thương sau khi số lượng loài này sụt giảm do ảnh hưởng từ việc khai thác gỗ và xâm lấn đô thị. Ngoài ra, các vụ cháy rừng trên khắp các bang New South Wales và Queensland trong năm 2019 và 2020 đã giết chết khoảng 30% tổng số loài gấu túi của Australia. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng loài động vật có vú mang tính biểu tượng của Australia này có thể bị tuyệt chủng vào năm 2050 ở New South Wales.